chào các bạn. Đây là hai chiếc ô tô tí hon. Một chiếc ô tô màu xanh lá cây và một chiếc ô tô màu xanh da trời. Chúng ta cùng bóc ra để chơi nhé. Hai chiếc ô tô mới cứng. Trước này trong này có một ghế ngồi, hai ghế ngồi này, và đây nữa này, ghế ngồi đằng sau nữa này. Xe này cũng thế này, xe này có hai chỗ ngồi thôi, ngoài ra có một cái chỗ để đựng hàng này, để hàng này. Một cái đựng các cái hàng hóa ở đây. Xe này chỉ chở được người thôi, không chở được hàng hóa. Hút nhau. Hút nhau nè. Xe mô tô nào thắng nha. Chà chà, ô tô màu xanh da trời thua rồi. Ô tô màu xanh da trời lại thua nữa rồi. Ô tô màu xanh da trời thua. Ô tô màu xanh lá cây thua rồi. Ô tô bốc đầu.
Bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn. Các bạn nhớ đăng ký để xem những video mới nhất nha. Xin chào tạm biệt.